Đây, đầu tiên là mình phải đặt tay xuống trước. Chuẩn luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay đó. Đấy, đấy, xong rồi mình phải đặt cái mông mình ra ngoài mép. Đúng, wow, tuyệt vời. Xong rồi mình hất cái chân này lên. Đó. Nên người ta phải bảo là dùng cái chân này này, mình phải dò cái ghế để làm sao mà biết cái vị trí ở đâu. Xong rồi sau đó mình ngồi cái này trước. Xong rồi sau đó mình ngồi cái này trước. Oh no. Cái này như không được. Đó. Đúng rồi. Cái gì vậy anh ơi? Hay quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Xuất sắc. Nãy giờ thì chúng ta đã qua được màn đầu tiên giới thiệu về các cá thể rất là bát nháo của cái lớp này. Dạ. Tôi công nhận điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tin là khi tôi tới đây các bạn sẽ không còn bát nháo nữa qua bài học thanh lịch của cô giáo Hana ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho tiết học, chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên. Tư thế ngồi chuẩn quý tộc. Mời các bạn theo dõi đoạn video clip sau. Một người quý tộc bao giờ cũng để bắp chân sau của mình chạm vào ghế trước khi ngồi xuống. Điều này giúp họ không bao giờ ngồi trượt hay bị ngã. Khi ngồi xuống, các quý bà thường chỉ được vắt hai mắt cá chân lại với nhau, trong khi các quý ông có thể vắt chéo chân biểu hiện của sự nam tính. Hai quý ông. Đặc biệt tư thế ngồi khoanh chân, mắt cá chân trên đầu gối còn thể hiện được sự quyền lực và bản lĩnh của một người đàn ông. Ngồi thẳng lưng, không dựa lưng vào ghế, cằm song song với nền nhà. Đó là tôi. Đó là tụi mình đó. Đặc biệt để tránh lộ hàng, các quý nữ hoàng tộc tránh có một số tư thế ngồi bất bình. Kìa cái chân lỗ hàng phải kìa. Như này hả? Kìa cái chân lỗ hàng kìa. Nè phải như này hả? Đúng rồi. Ví dụ tư thế Dutch Slant, hai bàn chân đặt song song trên mặt đất để chéo qua một bên, đầu gối chụm lại. Có vậy? Hoặc tư thế Cambridge Cross. Đặt chéo cổ chân, bàn chân đặt trên mặt đất, đầu gối khép chặt. Cái này thì dễ hơn này. Cambridge Cross. Cuối cùng là kiểu ngồi Sussex Lan, đặt chéo đầu gối áp sát hai chân lại với nhau để chéo về một phía. Ôi dồi ôi. Ý. Này nó hơi khó vô chân con không có dẻo. À cái đó là tư thế của mấy bạn nữ. Ủa phải là nữ. Vậy là mẹ cô chưa biết rồi, lớp này lớp là 100% nữ. Bạn nào phải bắt chéo chân lên. Lớp này 100% nữ. Nữ thôi. À nữ hả? Dạ. Lớp này không có nam. Xinh quá. Xinh quá. Con gái không ai ngồi vậy hết á. Con trai vừa xem quý ông là phải bắt chéo chân càng lớp này cao con là con gái không à. Ở đâu vậy, thế thì lên cho đây thị phạm cho mọi người xem nãy giờ mình học được cái gì. Đúng vậy. Bạn Trần Nhậm. Mang ghế lên, mang ghế lên. Mang cái ghế lên kìa. Đấy. Đang ngồi kiểu gọi là quý tộc đàn ông là phải ngồi như này. À không, đầu tiên không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Chúng ta ngồi để ngồi mà không bị ấy là phải đặt đùi sau xuống ghế. Đó. Đùi sau sai rồi, bắp chân sau. Bắp chân sau. Bắp chân sau chạm vào mép ghế. Đặt bắp chân sau vào ghế. Chưa, trời ơi. Cô em thấy nó không được rồi, để em lấy thôi. Nãy giờ em học bài là em thấy em học chuẩn, em nhớ hết. Đây đầu tiên là mình phải đặt tay xuống trước. Một người quý tộc bao giờ cũng để bắp chân sau của mình chạm vào ghế trước khi ngồi xuống. Chuẩn luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay đó. Đấy, đấy, xong rồi mình phải đặt cái mông mình ra ngoài mép. Đúng, wow, tuyệt vời. Xong rồi mình hất cái chân này lên. Đó. Hay đó.
phải. Sao Xuyên không nhớ là gì vậy? Khoan, trước khi mình nhận xét thì mọi người thấy được bao nhiêu điểm ạ? 10 điểm. Quá hay, hay quá. Tôi tưởng tượng tôi đi lạc vô cái là trạp xiếc trung ương hôm đó. Ông cái nó vẫn bị đi. Dễ ngã lắm. Ok, một điểm về chỗ à? À thôi, một điểm ở bên Đức là 10 điểm đấy mọi người. Ừ, đúng rồi. Vâng, con rể. Dạ. Lê Thị Phạm nha các bạn. Thôi, thanh lịch chứ mà. Tại vì vừa nãy người ta phải bảo là dùng cái chân này mình phải dò cái ghế để làm sao mà biết cái vị trí ở đâu. Xong rồi sau đó mình ngồi cái này trước. Oh no. Để cho biết là nó thăng bằng đã. Xong bắt đầu mới cho chân xuống. Đấy. À chứ không phải là kiểu thoạc vào phát như này. Không thế nhé. Mình phải nhảy trước. Đấy. Nhìn bạn cồng kềnh quá. Mình chỉ lại nếu mà bạn muốn thế đúng không? À. Thì bạn phải như này. Đó, nó mới thanh lịch. Đó, nó hơi thốn mà nó thanh lịch. Nó hơi thốn. Thì nó mới thanh lịch. Mình phải thể hiện được cái sức mạnh của cái cơ thể mình để mình uy lực trước mặt tất cả những người khác đúng không? Đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi tư thế đúng là hai chân khép lại nè. Rồi. Ngồi khoảng 2/3 mông thôi, xích cái mông ra. Tới đây. Wow, ok. Rồi. Bắt chéo một chân lên. Rồi được chưa? Thấy khác liền không ạ? Nam tính hẳn ra bà. Trời ơi, tự nhiên nhìn bà men ngang luôn á bà nội. Đấy. Rồi có thể chúng ta sẽ đặt một tay lên. Đặt tay về nè. Khoe bụng nêu mới làm. Đâu, look at my nail. Look at your nail. Đúng rồi. Khoe. Look at my nail. Nail, where's your nail? Rồi, ok, cảm ơn bạn. Đây là một trong những cái tư thế thanh lịch của nam khi mà chúng ta ngồi là... Nam. Hả? Nam, đúng rồi. À, thế thì mình nhận định mình là... Mình là... Nữ mà. Dạ, mình là nữ mà. Thôi cứ học nam nữ lẫn lộn đi, xong có gì mình sửa sau, bây giờ mình thích dùng cái nào mình dùng. Ok. Để cho dễ. Rồi thế bây giờ làm nữ luôn nhá. Dạ, học luôn, học hết luôn. Nam nữ thì học hết. Rồi, nếu mà nữ thì chúng ta sẽ ngồi như thế nào? Chuẩn đây bà. Được chưa? Mười điểm. Được chưa? Đó. Không, phải giơ tay ra chỉ như này. À, như này. Bà, đẹp quá. Hay quá. Nhưng mà bạn, bình thường nếu mà thanh lịch giơ nách lên là phải che lại á. Bạn phải lấy tay chỉ che đúng rồi. Đúng rồi. Khác, 10 điểm. Ok, bây giờ thì chắc để cô Thị Phạm cho mọi người luôn, cho nó nhanh. Dạ. Okay. Trời, chân cô dài dữ. Nếu mà nữ thì chúng ta sẽ ngồi khoảng tầm 2/3 mông. Và nãy là có một cái dáng ngồi như thế này. Chéo một hai cái mắt cá nó sẽ hơi áp sát vào nhau. Đó, ngồi như thế này. Nếu mà dành cho nữ. Dáng 1. Dáng 2, chỉ cần nhấc cái chân lên và để xéo một bên, có thể là bên này hoặc là bên này. Đó. Và dáng thứ 3. Yeah. Là gác hai chân lên nhau hả? Là 3 dáng thanh lịch dành cho nữ. Rồi bây giờ nam nữ lớp này chắc nữ nhiều đúng không? Thôi bây giờ làm hết luôn đi, làm hết cái dáng này. Dạ, okay. Đi. Dáng đầu tiên. Dáng đầu tiên sao cô? Quên mất rồi. Giờ không có mông tiếp là... sau 2/3 được. Cái đầu tiên là bắt một chân ra đằng sau. Đâu. Ngồi này khổ ha. Dáng đầu tiên. Không, như này. Rồi, đây làm đúng nè, nhậm làm đúng nè. Trời ơi. Dáng đầu tiên, bé yêu. Có lắng nghe không? Được rồi. Có quan sát không? Dạ đi. Ok, thẳng cái mũi chân ra. Đó. Con gái. Đầu lưng quá. Đúng mà. Thẳng. Dáng đầu tiên. Dáng một chân thẳng. Sao bảo ơi. Bên thế này khớp không có bị khớp. Đầu lưng.
Rồi, ok, dáng đầu tiên chúng ta đã xong hết rồi, bây giờ đổi thành dáng thứ hai. Ôi, đấy, okay. Đúng không? Ôi. Hai chân sẽ chéo qua một bên. Chéo một bên. À. Ok, dáng thứ ba. Đổi chân. Đổi qua bên này. Đúng không vợ? À, mấy quay có thể zoom cạnh cận cái bàn chân này giúp cô được không ạ? Ok. Có định nghĩa được cái bàn chân này, cái dáng đi này của mình là cái gì không? Ngồi lúc nãy em nghe cái chữ sợ lộ hàng, ngồi này chắc chắn không lộ hàng. Không lộ hàng nhưng mà nó lộ cái khác. Lộ cái gì? Lộ cái nết của mình ra. Lộ cái gì? Lộ cái nết của mình ra. Ok. Cái ngồi sao hả cô? Đây Fanny. Ai cũng làm được luôn á. Nè. Nè, chỉ cần... Ê, nhưng mà ngồi này mỏi thật đấy. Ừ. Mỏi đấy. Ôi, mỏi lắm. Ok. 2, 3, xả dáng, xả dáng. Xả dáng. Rồi, cảm nhận thế nào sau tiết học thanh lịch ạ? À? Dạ mỏi. Mệt quá. Mệt nữa. Gáy sưng sâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với tiết học ngày hôm nay. Và nãy giờ thì chúng ta đã xong phần dáng ngồi quý tộc. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cách ăn uống chuẩn quý tộc. Tay trái cầm nĩa, hướng mặt nĩa xuống dĩa ăn. Tay phải cầm dao, ngón trỏ đặt trên sống dao để tạo lực cắt tốt hơn. Không lật nĩa lên khi muốn xúc thức ăn. Thật sự là mỗi lúc mà thịt bò dai tôi hay như này. Đặt món ăn lên mặt sau của nĩa rồi mới đưa lên miệng. Tuyệt đối không dùng tay bốc đồ ăn hay dùng tay để lấy đồ ăn bỏ lên muỗng hoặc nĩa của bạn, mà thay vào đó hãy sử dụng dao để đẩy thức ăn đặt lên đĩa. Thay vào đó dùng tay để bỏ thức ăn vào đĩa của bạn. Này là mình cầm cả đĩa để mình vả. Nhanh không? Nếu bạn muốn tạm dừng khi ăn, hãy đặt dao nĩa ở vị trí với ý nghĩa tạm dừng. Đặt lưỡi dao và đầu dĩa chéo nhau trên đĩa tạo ra hình chữ V úp ngược. Okay. Sau khi đã dùng xong bữa, đặt bộ dao nĩa xuống đĩa ăn. Dao và nĩa phải được đặt chéo trên đĩa ăn, xếp cạnh song song nhau ở phía bên phải. Khi ăn súp, cách cầm thìa đúng cách là đặt phần tay cầm thìa lên ngón giữa và ngón tay cái. Khi múc súp, bạn đặt thìa hướng từ mặt cạnh của bát vào, hay nói đơn giản, hớt bề mặt súp từ ngoài vào trong. Ê, làm quý tộc vất vả. Từ ngoài vào trong mà. Thế này thì làm sao mà ăn cơm gà sủi mỡ được? Mỗi lần ăn, chỉ nên lấy đầy 2/3 thìa súp. Rồi. Khi ăn xong súp, bạn đặt thìa vào trong bát nhằm báo hiệu mình đã kết thúc. Tư thế khi ăn nên đặt hai khuỷu tay sát vào người, không khom lưng và không cúi mặt quá thấp. Nếu cứ ngủ ngược với mình á, mình là vớt á. Thôi, để giờ thì chúng ta đã học xong về cái cách ăn như thế nào cho quý tộc. Thì bây giờ mời cả lớp xếp hàng lên đây để chúng ta cùng thực hành. Rồi, xin mời hai bạn đầu tiên. Hai bạn đầu tiên. Ủa? Bạn chạy nhanh dữ vậy bạn thương. Quá là hay đi. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc dùng nĩa và dao. Nĩa và dao ạ. Nãy giờ khi mà xem video clip thì ăn thì chúng ta dùng tay như thế nào? Nĩa thì cầm tay trái, dao thì ngón tay đặt vào sống dao. Cầm tay trái nhưng mà phải đặt một cái ngón này nhọn tì lên đây. Cái ngón này nhọn tì lên đây. Đó. Đó là dao. Cái đó là dao má. Đây dao mới để tì, còn nĩa thì không tì. Tì luôn. Nĩa. Có lại video đi. Tay phải cầm dao, ngón trỏ đặt trên sống dao để tạo lực cắt tốt hơn. Nĩa. Có lại video đi. Có tì. Hay. Tì nó mới xiên được. Đừng bỏ hơi dài. Đừng có ấy cái xuống nha, sợ lắm. Rồi dao chúng ta sẽ khứa như thế nào? Cưới vô đây. Sẽ cưới theo thớ thịt. Rồi khi ăn thì cái nĩa vị trí của nó như thế nào? Cầm cái nĩa đưa đồ ăn lên chúng ta sẽ cầm như thế nào?
là sẽ chọc xuống xong rồi đưa lên như này. Đúng rồi. Nè. Xong rồi đưa lên như này. Đi một đường. Đúng rồi. Anime kìa, anime mới đẳng cấp. À, ừ nhờ. Hay quá. Đây nhá, zoom kỹ vào đây, vừa ăn vừa làm xiếc. Sao tay đúng vậy bà? Quá hay. Hơi khó cái kiểu trò này, nó sang trọng. Nó sang trọng, cái kiểu trò này nó hơi khó. Parkinson. Bị tật á, nó bị tật á. Không, thật ra không cần thiết đâu, cái này là tự làm khổ bản thân mình. Bình thường thế nào cũng dậy lại con. Đấy. Là, và đặc biệt là khi ăn thì không có đưa đồ ăn lên thì không có cần phải lật cái nĩa đó lên. Không có múa. Okay. Không múa. Rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Trời ơi, nó còn mút cái muỗng nữa. Chưa cô. Kết thúc là mình phải đặt đúng vị trí như này ạ. Đúng. Sai rồi, kết thúc đặt như vậy. Sau khi đã dùng xong bữa, đặt bộ dao nĩa xuống đĩa ăn. Dao và nĩa phải được đặt chéo trên đĩa ăn, xếp cạnh song song nhau ở phía bên phải. Bạn nhặt sao? Đúng rồi. Kết thúc là phải đặt song song. Chéo là xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Là phải đặt như vậy. Nhanh lên. Đi. Tôi quý tộc đầu tiên này. Quý tộc lại đi ăn này. Kéo ghế cho bạn nữ đó. Đấy. Xong để bạn ghế tự bạn nữ tự kéo phải đẩy vào. Xong để bạn ghế tự bạn nữ tự kéo phải đẩy vào. Để kéo tự bạn kéo. Quý tộc để cho bạn tự bạn kéo. Quý tộc nửa mua. Lại. Đầu tiên có vừa chào có vừa chào. Rồi đấy đẩy vào. Ra luôn. Rồi đẩy sao. Bạn nữ phải đợi, bạn nữ phải đợi. Bạn nữ phải học. Bạn phải đứng vô. Xong rồi. Bạn nam. Không duyên dáng, bạn nên không quý tộc rồi. Chứ gì ăn vào, đẩy vào. Từ. Học cái ghế vô. Cắn hai phần ba mông đã, hiểu không? Đến khúc nào bảo thì ok tôi mới đợi. Không phải, bạn nữ vô đứng xong rồi. Ra hiệu đá cái chân này sao để bạn nam thọt cái ghế vô. Vô hả chưa? Đúng rồi. Làm lại. Cái này là sự phối hợp quý tộc. Photoshop em chỗ này là nhà hàng xịn rồi nhá. Ok. Đó. Rồi. Đó. Đấy, rồi, cái vô. Đái ghế. Ok. Đái ghế. Ok. Đá như ngựa đá. Ok. Đá như ngựa đá vậy. Đó. Thì bây giờ họ hay gọi là hương ngựa. Lấy khăn trả cho bạn nữ. Úp lên đầu bạn nữ. Ghê. Cái này như không được. Đúng rồi. Cái gì chắc anh ơi? Đúng rồi. Chẳng hề hay biết lúc nào lại thích ai. Mong giờ đây có anh hình trời mãi bên trong tâm trí. Dầu, đó. Rồi, đấy. Đây này, đấy, phải. Bục ra. Ghê. Lịch sự ơi. Quý tàu. Chuẩn đấy. Ghê không? Anh em bạn phải vò để cho nó hết đỡ bẩn đã. Sau đó là... Chuẩn ngại cà vát, đấy. Sao phải gọi món? Tiểu nhị. Dạ, có em. Đây là menu ạ. Anh muốn chọn đồ gì? Cho mình... Phục vụ mà lúc lắc quá, Không có quý tộc. Phải đưa cho bạn nữ chọn chưa? Phải hỏi bạn nữ ăn gì rồi. Okay. Làm lại. Menu đây ạ. Em muốn ăn gì em cứ chọn. Dạ, đây là tôm hùm với giá là 10.000 USD. Đặc biệt trong ngày hôm nay ạ. Dạ, em mang ít thôi, cho em một con cua hoàng đế. Tôm hùm baby thôi. Một ký bào ngư. Có ngay. Chả. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào ăn. Okay. Nhanh lên, và tiểu phẩm này đi. Ăn súp. Ok, ăn súp. Cái này đầu tiên. Súp cua hoàng đế đó. Chúng ta phải cầm chén cho bạn nữ. Ui, bỏng quá. Bỏng. Cứ dành tiểu phẩm. Thổi đi. Tiểu Nhị. Dạ. Mình là người có tiền. Đúng rồi. Tiểu Nhị. Dạ. Lấy cho anh cái lót khăn để anh kéo bát vào cho đỡ nóng. Không, bên em có dịch vụ đến bọn. Đúng rồi, bọn em có dịch vụ làm nguội. Anh có muốn làm ngay bây giờ không ạ? Ok, cho anh vào hấp tích thủy đi. Ok. Rồi, nguội chưa?
Rồi ngồi chưa? Ngồi rồi, ok. Đó, lấy bát cho bạn nữ. Dạ. Ăn sao? Đầu tiên là chúng ta phải đặt cái chén vào đúng giữa vị trí cơ thể mình. Để tránh bị rơi rớt sang hai bên. Đó. Sau đó chúng ta sẽ ngồi thẳng chân, lưng thẳng. Tránh trường hợp là súp đi vào trong người nó không đều. Nó đi sắp sóc bụng, đúng không? Quý tộc là phải kỹ. Em sao muốn lộn cái bàn với nó rồi nhá. Tao sắp đấm rồi. Sau đó chúng ta sẽ đầu tiên là dùng tay thuận của mình cầm vào tay thuận là tay trái luôn hả? Thuận tay trái, thuận tay trái. Sau đó việc đưa thì chúng ta phải đưa đúng cái mặt mà như kiểu là điên lẩu. Sai rồi. Đây là sai rồi. Ăn mặt ngược lại. Sai rồi. Nó phải đưa ngược. Múc à, múc từ này nè. Đây múc như này này. Ngược lại. Ngược lại. Đây. Đây nhìn Phan đi này. Đó. Múc đây này. À như vậy múc bỏ cái đúng không? Múc một chiều. Múc kiểu là ăn lẩu múc bỏ cái cặn đi đúng không? Đúng. Múc một chiều ăn một chiều. À, múc cháo chỉ múc lên 2/3 của chén cháo. Múc ngược lại vậy luôn nè. 2/3 của cái muỗng. 2/3 cái muỗng. 2/3 cái chén cháo. 2/3 cái muỗng được. Sau đó úp vào mặt luôn á. Sau đó nếu là đàn ông có thể không được, thanh lịch mà. Còn nếu là phụ nữ có thể có cái sai này, bây giờ tay này bạn cầm muỗng thì tay kia bạn làm gì? Đây này, cầm tay bạn gái. Đúng rồi. Đúng rồi. Được gì nữa? 2/3. Bài này mình chỉ nãy giờ. Lỡ trong trường hợp này là sẽ bài này vô chi. Bài này múc lên là bạn đổ. Xúp như đây thì cái tay này là cái tay mình phải lau. Đấy. Đúng không? Lỡ trong trường hợp là xúp nó nhiều lên đây là sao? Gọi Tiểu Nhi, gọi Tiểu Nhi. Liếm. Có em lau cho anh cái bàn. Dạ. Ok, được. Tiếp tục. Tay cầm. Không mẹ. Tay cầm khổ sở cứ móc móc con là móc. Mệt thật đấy. Để là một người tiêu dùng thông thái, sau khi ăn xong chúng ta phải đặt thìa xuống. Đó. Rồi đặt sai cầm chỗ. Cầm cái bát lên. Húp nốt. Húp nốt. Húp tròn. Húp nốt. Húp tròn. Rồi đôi khi có thể liếm thật sạch sẽ. Lịch thanh lịch thanh lịch thanh lịch. Dạ vậy. Đó. Đó. Sau đó đi về. Tớ đứng yên. Nhậm đứng dậy trước xong chờ Hương lên kéo ghế cất lại ghế. Hiểu không? Mình là người con học đó. À. Để lại cho như đi. Đó được 8 giấc Nhậm ơi. Trời ơi để kìa. Để xong về chương trình cắt còn đúng mấy giây. Đúng. Đấy đấy. Tiểu phẩm nha. Dỡ bạn nữ ra. Đấy. Bế được không? No. Bế đi. Em có hài lòng bữa ăn ngày hôm nay không? Không ạ. Ok, lộn cái bàn. Khoan, bây giờ trước khi mà nãy giờ là có cái chúng ta ăn bằng đĩa rồi nè. Chúng ta cũng ăn bằng chén luôn rồi nè. Rồi bây giờ mọi người thì ấn còn một cái nãy giờ là thấy rất sai luôn là dùng khăn ăn. Oh. Thì bây giờ mọi người cùng xem clip thử coi là chúng okay. ta sẽ dùng khăn ăn như thế nào. Cách dùng khăn ăn chuẩn quý tộc. Gấp khăn làm đôi hoặc theo hình tam giác. Đặt nếp gấp hướng về thân, phần mở của khăn về phía chân. Không được đeo khăn trên cổ áo. Ui. Chiếc khăn này có nhiệm vụ để lau miệng, tuy nhiên nó không được bẩn. Khi cần phải lau miệng, bạn nên dùng mặt trong của nếp gấp. Để vết bẩn không chạm vào quần áo hay khăn trải bàn và chấm lên vị trí bẩn chứ không dùng để lau mặt. Trường hợp ra khỏi bàn nhưng vẫn còn dùng bữa, hãy để khăn ăn lên ghế của chính mình. Sau khi kết thúc bữa ăn, đặt khăn nhẹ nhàng gấp khăn lại rồi đặt bên trái đi ăn trước khi rời khỏi. Kỳ công quá. Đó. Bởi vậy nãy giờ theo dõi, nãy giờ tôi thấy lớp này không hề thanh lịch một xíu nào hết. Thôi bây giờ đó, chúng ta sẽ hả? Ý kiến gì? Không. Em nói là cô nói bạn không thanh lịch. Em luôn á. Em luôn á. Cả cái lớp này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần tiếp theo là cách đi đứng. Wow. Cách đi đứng chuẩn quý tộc.
Cái này là phải để bạn Fanny. Đúng rồi, cái này phải để Fanny đi rồi. Fanny thị phạm rồi. Model, model của chúng tôi. Đối với các quý cô, đứng thẳng lưng, đầu không được cúi gằm cũng không được ngẩng lên, đầu hơi ngẩng lên tự tin, cằm phải song song với mặt đất. Chị này cười. Vai thẳng, như một chân lên phía trước, mũi bàn chân hơi chếch ra ngoài. Khi đi, bước chân không quá dài và hơi vắt chéo trên một đường thẳng giống như đi catwalk. Chân bước cần hơi chạm nhẹ vào chân trụ nhằm tạo cảm giác liền mạch cho tư thế đi. Đàn ông nam tính khi đi không chéo chân, cũng không đánh hông. Sải bước của họ không quá ngắn, cũng không quá dài. Mỗi bước chân của người đàn ông nam tính đều vững vàng, không sao vẹo. Chân kìa. Chúng ta chừng chân rồi. Giống kiểu đi của mình nè. Này đi giống nhậm lắm. Này đi giống nhậm lắm. Lúc đi lại, đàn ông nam tính thường giữ cho đầu và cổ của mình thẳng hàng với sống lưng, giữ thẳng lưng, mở vai ra, hơi ưỡn ngực, thả lỏng tay, đánh đều theo nhịp bước một cách vừa phải, chừng mực. Nếu đặt tay trong túi quần, họ cũng sẽ để ngón cái ở ngoài. Sao lúc tay túi quần để ngón cái ở ngoài làm gì đó? Rồi, chúng ta có muốn thực hành không ạ? Vô ạ. Ok, vô luôn coi. Wow. Chưa? Chưa, nhậm chưa có sách. Không có cần sách đâu. Không có đánh vai đánh hông. Đàn ông không đánh vai đánh hông. Có mà. Đàn bà mà không đánh vai đánh hông, chứ đàn ông không đánh vai không. Đâu, đàn bà đánh được đánh vai. Đi nè, đi nè Huy, đi cả. Nào, ok, ra, nào, ra. Hai tay nhét túi quần để lòi ra con cái. Đúng rồi, để lòi từ thừa con cái. Hay quá. Thôi. Rồi. Chơi. Ướn ngực. Rồi. 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 Trời ơi trời. Ê, đằng sau trông nó giống phết đấy. Không đùa đâu. Ê, nhìn giống ông Việt. Ê, giống cái ông đi làm mẫu vừa nãy ghê á. Nhưng mà giống mấy cái ông vừa nãy thật mà. Giống thật đấy, không đùa đâu, không thật. Sáng chuẩn đấy. Nó đưa nhau đi kìa, nó đưa nhau đi kìa. Đi chung tay chung chân. Đi đi. Đưa nhau đi kìa anh Đức. Đi đi kìa. Rồi đi luôn đi Đức. Thôi không để nó hỏng tóc. Mẹ nó không có để đâu. Đã có người đỡ. Ok. Wow. Là đi tiếp à? Không biết. Đi đến bao giờ? Đi đến khi nào? Đi đến quý tộc thì thôi. Hey, what happened? Trời ơi, kỳ quá. Bà chơi gì bà? Bao dáng chứ bạn. Bao dáng phong nào. Bao dáng. Bây giờ chúng ta có thể tự nhận xét về dáng đi của nhau không ạ? Nói chung nãy giờ tôi thấy đi là bạn Fanny với bạn Lan Hương đi đẹp nhất. Wow. Đúng. Wow, có hay quá. Bạn thấy vậy thôi. Còn nãy giờ mình đi sao nhiều người á, cái mình thấy là Lục Huy đi đẹp lắm. Tướng Lục Huy hả? Kiểu mà giống hết trong clip luôn. Nó ấy mà tới nỗi mà hả ấy mà cái con ấy. Nãy là cái giờ con ấy đi đâu? Bắt ra cái đoạn clip ấy. Đây không? Chính là cái đoạn ấy. Giống Wednesday. Không má, nhìn nó giống dịch Donald đồ đó. Đi vậy thôi, từ từ. Bớt ấy lại đi. Ok. Nãy giờ thì tôi thấy là cái lớp này cũng chẳng có thanh lịch một tí nào hết. Nó cũng thanh đó, mà thanh gì á. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tiết học thật sự. Tại vì nãy giờ tôi thấy là các em vẫn chưa có
gọi là cái sự tập trung cao độ á, cũng cao độ lắm luôn cô. À thế hả? Vẫn còn rất bất thanh lịch nha. Về chỗ. Mỗi lần nhìn thấy Đức, em như được quay lại tuổi thơ. Cái hồi mà còn được trượt ở trên những cầu trượt. Nhưng nhìn ở Đức, em lại muốn trượt trên chiếc sống mũi thật chân đó. Em lại muốn trượt trên chiếc sống mũi thật chân đó. Vỗ tay một tràng. Lục Phi à, con Vũ Thịnh thì sao à? Rồi. Và chiếc vương miện của Nam Vương nói xấu lớp học Hoàng Mỹ đã thuộc về. Oh no!